Tại tỉnh Đắk Lắk, trong lúc xảy ra mâu thuẫn cự cãi với con dâu, cha chồng bực tức lấy khẩu súng AK bên trong có 20 viên đạn ra dọa bắn con dâu. Ngay sau khi con dâu trình báo đến cơ quan công an huyện Cư Quyên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới nhà điều tra, xử lý về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng của người cha chồng. Công an huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa bàn giao vụ Đặng Thanh Quý, 66 tuổi, trú xã Ea Tiêu, tàn trữ 3 khẩu súng quân dụng cho cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, giữa vợ chồng ông Quý và người con dâu xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bực tức vì cho rằng con dâu hỗn láo với bố mẹ chồng, nên ông Quý đã lấy một khẩu súng AK, bên trong có 20 viên đạn ra đe dọa. Lúc này người con dâu sợ hãi liền bỏ chạy và đến cơ quan công an trình báo. Ngay lập tức, công an huyện Chư Quyên đã triển khai lực lượng đến nhà ông Quý. Tại đây, ông Quý đã tự nguyện giao nộp khẩu súng trên cùng 20 viên đạn. Tiến hành khám xét nhà, công an đã thu giữ thêm hai khẩu súng K54 có gắn hộp tiếp đạn, bên trong có 14 viên đạn. Bước đầu, ông Quý khai nhận, khoảng năm 2003-2004 có làm bảo vệ kim thủ kho cho một công ty cà phê trên địa bàn huyện Chư Quyên. Ông Quý được công ty giao trách nhiệm quản lý 3 khẩu súng trên cùng 34 viên đạn để thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ kho xưởng. Đến năm 2018, ông Quý nghỉ hưu nhưng không giao nộp súng cho công ty mà mang về nhà cất giấu.